Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog nguyễnnamthang.com và đây là bản tin cập nhật về pnetwork. Thì như trên màn hình của chúng ta có thể thấy về cái mặt chuỗi khối ấy, thì nó tạo ra được rất nhiều những cái ví mới. Điều này cho thấy là cái số lượng tăng trưởng khá lớn. Mặc dù ở đây ở trên cái myp.com assessed block explorer nó không show hết ấy, nhưng mà khi mà Thắng check trên một cái trang web ở đây ạ, thì nó ghi ra rất là rõ là cái tổng số lượng nó lại đang tìm thế nào, nó ghi rất là rõ đây này, đó là có tổng cộng là 7.468 pieces of data, tức là có 7.468 cái dữ liệu tạo ra cái ví. Điều này cho thấy rằng là cái số lượng người họ tham gia vào Pi và họ được chuyển lên trên mainnet ạ, thì nó rất là lớn. Thì cũng trong sáng ngày hôm nay thì một người rep của Thắng cũng có được nhận được cái số pi rồi, là gần 1.000 pi. Thì đấy cũng là một dấu hiệu tốt. Thì khi mình nhìn qua cái tất cả những cái số pi đã được chuyển lên trên mạng chính là có khoảng 1 tỷ 293 triệu. Thì trong đó là người ta khóa khoảng tỷ 010 khoảng 1 tỷ hơn 1 tỷ rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá nó khoảng tầm 300 triệu cái đồng pi được lưu hành ở trên toàn cầu. Thì cái số lượng này cũng là cái số lượng nó tăng trưởng dần dần thôi, cũng không có cái sự đột biến cho lắm. Tuy nhiên khi chúng ta nhìn vô một số những cái cập nhật ở trên Pichinmo chẳng hạn, thì mình có thể thấy là chúng ta có những cái giao dịch thường xuyên nó vẫn xảy ra, đặc biệt là ở Việt Nam cũng khá là nhiều. Đấy cũng là một cái điều rất là tích cực. Và Pichinmo nó là một trong những cái dự án nó gần như là mang tính dẫn đầu, mình có thể xem lướt qua rất là nhanh thôi. Còn nếu như chúng ta chưa từng giao dịch thì cũng không quá là phải lo lắng, bởi vì đó là cái chuyện bình thường. Chúng ta giữ được càng lâu thì càng tốt. Còn ai họ muốn giao dịch thì họ cứ để cho họ giao dịch, không sao cả. Mình thấy ở trên đây có một cái tin tức cũng khá là hay ho, đó chính là cái việc trường đại học Stanford, khu vực người ta gọi là Computer Science, khoa học máy tính ấy, thì người ta có đưa tin về pNetwork. Thì đây là cái website chính thức của Đại học Stanford, chứ cũng không phải là website nào đó mang tính chất gọi là cá nhân, hoặc là website của một cái đơn vị báo chí, mà đây là của chính trường đại học họ đưa tin. Thì trường đại học Stanford thì chúng ta cũng đều biết rồi, nó rất nổi tiếng về những cái lập trình viên, những cái người làm về kỹ thuật, về lập trình rất là giỏi, thì hầu hết đều xuất thân từ Stanford. Còn Harvard thì chủ yếu là về kinh tế nhiều hơn. Đó. Thì ở đây mình thấy rằng là người ta cũng ghi rất là rõ là diễn giả ở trong cái chương trình này đó chính là tiến sĩ Nicholas Kokalis, người sáng lập và CTO của pNetwork luôn. Thì cái bài viết này nó mới viết lúc 5 giờ chiều ngày mùng 3, tức là tới tầm chiều chiều ngày mùng 3 tháng 10. Cái giờ của nó là cái giờ ở bên đó đó. Thì cũng không biết là nó tính cái thời gian là tính theo cái thời gian kiểu gì, nhưng nói chung là nó nói khá nhiều về cái việc pNetwork, và nó cũng so sánh giữa cái việc là cơ chế đồng thuận của Bitcoin Proof of Work, và đưa ra một cái lập luận đó chính là Pi sử dụng cái cơ chế mới và nó sử dụng cái thỏa thuận Byzantine này của Liên bang, một thuật toán được tạo bởi Dave Mazinger tại Stanford để cung cấp một loại tiền điện tử an toàn. Thì ở đây nó vẫn công bố là có 35 triệu thành viên thôi. Thì trong này thì người ta cũng nói rất rõ những cái thông tin về diễn giả. Nói chung về cơ bản thì Pi là một loại tiền điện tử xã hội được bảo mật và hỗ trợ bởi những người hàng ngày. Thì cái việc mà Pi nó cần người dùng thì chính người dùng là cái người quảng bá thương hiệu cho cái dự án đó. Thì tại vì nó cái tính phổ cập của nó rất là lớn, cho nên là Pi nó được sử dụng trong các mục đích hàng ngày cuộc sống, nó cũng như giống như các cái loại tiền tệ khác nhau. Thì chúng ta có đồng tiền nhỏ, đồng tiền lớn, giống như tiền Việt Nam chúng ta có tờ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, những cái tờ lớn hơn ví dụ như 200.000 đồng, 500.000 đồng, 100.000 đồng, thì Pi cũng vậy, nó cũng sẽ chia ra các cái hàng chục, hàng đơn vị. Thì rõ ràng là những cái con số 6 dấu phẩy nó cũng thể hiện được cái điều đó, với 7 con số thập phân giống như là cái một Pi bằng 3,14152 đó. Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì nó là một trong những cái gì mang tính chất nó khá là cách mạng, và cái nền tảng nó đặt lên nó chính là để phát triển Web3, với các cái tiện ích được xây dựng cho một hệ sinh thái trực tuyến toàn diện. Thì họ cũng có đưa ra cái đường link dành cho
hai cho những cái học sinh sinh viên để người ta click vô, người ta có thể bắt đầu tải cái ứng dụng đó xuống và người ta khai thác đó. Thì đến thời điểm hiện tại cái tốc độ khai thác của Pi nó đã khá là chậm rồi, nó giảm cũng khá nhiều rồi. Bây giờ cái tốc độ của nó thì cũng không còn cao nữa, nhưng tuy nhiên đó, dù sao thì nó vẫn được khai thác miễn phí chứ nó không bắt thu phí hoặc là phải bỏ tiền đầu tư để mua cái đồng coin đó nữa, trừ phi bạn muốn làm cái điều đó, tức là bạn giao dịch kiểu như là mua chợ đen chẳng hạn. Cái đó nó là một cái gì đó mang tính chất bị cấm, thế cho nên là chúng ta tuyệt đối chúng ta không làm cái điều đó, vì không may nhỡ chúng ta bị phát giác thì rõ ràng là cái tài khoản của chúng ta có khả năng là bị khóa. Thì đảo qua một vòng á, thì có thể là có một số anh chị cô chú chúng ta có cái niềm tin vào P Network, có thể là chúng ta không có niềm tin vào P Network, bởi vì là trong một cái tư duy ý thức hệ từ trước cái này là khi mà chúng ta muốn mua một sản phẩm, mà chúng ta muốn nắm giữ một cái tài sản ấy, thì chúng ta phải trả tiền để mua cái tài sản đó. Thế cho nên là chúng ta mặc định luôn luôn là nếu như chúng ta muốn tin rằng đây là một cái đồng coin có giá trị thì chúng ta phải bỏ tiền để chúng ta mua nó. Nó cũng giống như là chúng ta bỏ tiền ra mua Bitcoin thì chúng ta thấy rằng Bitcoin có giá trị. Còn nếu mà Bitcoin mà cho không thì lại không có giá trị. Nó giống như ngày xưa 2008, 2009 khi mà Bitcoin cho phép khai thác rất đơn giản, một ngày là vài chục Bitcoin một cách miễn phí, thì hầu hết chúng ta lại không quan tâm đến cái nó và chúng ta không nhận nó, hoặc thậm chí có những người họ cũng có làm và họ để đó cho vui, rồi cuối cùng là họ quên mất cái tài khoản của họ, họ quên mất cái mã ví và họ không thể nào họ lấy lại cái số Bitcoin bị mất đó nữa. Thì bây giờ có tiếc thì cũng không giải quyết cái gì cả. Thế cho nên là cái tư duy ở mỗi một thời điểm, mỗi một thời kỳ nó lại có cái sự khác nhau. Ngày xưa thì chúng ta tin rằng có proof of work, còn bây giờ có proof of stake, proof of evidence, nó rất nhiều các cái dạng proof of rồi cái gì đó. Thì Pi nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt ở cái chỗ đó, chính là nó tạo ra một cái môi trường mới và nó tất nhiên nó lạ lẫm. Còn để mà cái thị trường nó chấp nhận cái điều đó thì nó sẽ cần thời gian. Còn rất rõ ràng rồi, ai cũng có cái tôi cá nhân và ai cũng có cái quyền được bảo vệ cái ý kiến của mình. Thì chúng ta có thể xem đây như là một cái video để tham khảo. Và mọi người hãy cứ tin rằng đi là cái tỷ lệ mà trên thế giới mà nó cấm cryptocurrency nói riêng, nói chung cũng như là PP nói riêng thì rất là khó. Thậm chí đến một cái quốc gia như là Trung Quốc, nó là một quốc gia cấm tiền điện tử mà nó vẫn cho phép những cái người tham gia khai thác P Network họ được phép hoạt động như bình thường. Thì trên đây đó chính là một trong những cái biểu đồ trên toàn lãnh thổ trên thế giới, cryptocurrency regulations by country, tức là cái sự hợp pháp, cái sự cho phép sử dụng crypto trên thế giới ấy. Thì chúng ta có ba cái màu chính. Thứ nhất là màu xanh lá cây, tức là màu gần như là hợp pháp. Cái màu cam cam này tức là có cái tiềm năng, là có thể là họ đồng ý có thể không, nhưng mà tất nhiên họ đã tiếp cận với cái cryptocurrency ở góc độ khá sâu rồi. Và màu đỏ tức là cấm, gần như là cấm. Thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc này là quốc gia là màu đỏ đỏ chét, tức là cấm. Rồi một số quốc gia ở châu Âu, châu Phi và có cả ở Nam Mỹ thì là nó cấm. Còn trên Hoa Kỳ, lãnh thổ của Hoa Kỳ và Bắc Âu, Bắc Bắc Mỹ này, chúng ta thấy là Canada và Mỹ là gần như là cho phép. Thậm chí họ có những cái dự luật đưa vào cái dự luật nghỉ hưu, đưa vào cả 401k hưu trí, cho thấy rằng là Mỹ thực sự quan tâm đến cái dự án tiền điện tử, và họ tin rằng là đó là một cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Mặc dù hiện tại họ có rất nhiều các cái overlap, tức là những cái sự chồng chéo về mặt khoa học, về mặt luật pháp đây. Mình có thể thấy là trong trên này họ cũng ghi rất là rõ ở phần Mỹ đây. Thì nó cũng có rất nhiều những cái sự khác biệt và cái sự chồng chéo về những cái quan điểm giữa những cái người lập pháp. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là có những thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ họ ủng hộ, có những người không. Tuy nhiên ấy là SEC, tức là Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, họ cũng đã tin có một thời điểm, có một số thời điểm họ coi là thị trường tiền điện tử, một số các cái đồng tiền điện tử được coi là chứng khoán, nhưng hầu hết là không được coi là chứng khoán. Tuy nhiên nó sẽ được coi là một dạng tài sản, mà khi nó là tài sản thì nó sẽ được sử dụng với cái mục đích để giao dịch như một cái loại tài sản kỹ thuật số, và nó vẫn phải đóng thuế bình thường. Và nếu như chúng ta là một công dân Mỹ chẳng hạn, chúng ta
có tiền điện tử và chúng ta thực hiện đúng vai trò của một người công dân Hoa Kỳ, chúng ta mua bán trao đổi tiền điện tử và chúng ta đóng thuế đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có quyền hợp pháp sử dụng tiền điện tử. Đây là thằng nói cơ bản là ở Mỹ. Tuy nhiên mình có thể thấy ở trên cái bản đồ này là rất nhiều quốc gia đúng không ạ? Ở châu Úc, châu Đại Dương, ở Bắc Mỹ, ở Nam Mỹ, ở hầu hết các nước châu Âu là nó ủng hộ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng gì là Mỹ này, các quốc gia châu Âu là cái nền kinh tế đầu tàu của toàn 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 cầu, gần như là như vậy. Thì họ đồng ý rồi thì những cái quốc gia đại loại như là đang phân vân như thế này rồi cũng sẽ có. Còn bây giờ là Trung Quốc cấm nhưng họ vẫn cho khai thác phi một cách gần như là không có cái sự đàn áp hay là không có bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy họ cấm cả. Thì chúng ta nghĩ rằng là gì? Tức là cái pi nó khả năng nó rất là tiềm năng trong tương lai. Đấy là theo quan điểm cá nhân của Thắng như vậy. Còn các quốc gia xám xịt như này tức là họ cũng chẳng có quan tâm gì lắm. Họ không cấm mà họ cũng không ủng hộ. Tất nhiên họ có quan tâm nhưng mà họ không đưa ra bất cứ một cái lời tuyên bố nào, tức là họ ở mức trung lập. Thì chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta cũng ở trong cái nước gọi là trung lập về tiền điện tử. Bởi vì chúng ta chưa đưa ra được cái khung pháp lý rõ ràng cho cái việc này. Vì chúng ta phải thực sự thận trọng với cái điều đó. Vì mình là quốc gia nhỏ chứ không đơn giản mình có tiếng nói lớn được ở trên trường quốc tế, cho nên là rất khó có thể đưa ra được cái luận điểm cá nhân của mình. Thì khi nào các quốc gia nó gần như là chấp nhận cái điện tử thì Việt Nam mình cũng sẽ ngả theo cái điều đó thôi. Cái điều đó là điều tất yếu chứ không thể nào mà tránh khỏi được. Rồi, đó là một số những cái quan điểm cá nhân của Thắng về P-Network cũng như là một số các cái thông tin cập nhật về cái tình hình trên toàn cầu, người ta nghĩ gì về tiền điện tử. Thì hy vọng cái video này nó hữu ích đối với cô chú anh chị và các bạn. Và nếu như chúng ta thấy cái video này nó hay thì đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube để chia sẻ cái video với nhiều người hơn. Cũng như là chúng ta muốn tìm hiểu thêm những cái thông tin bên lề, ví dụ như về tự do tài chính, đầu tư tài chính, kinh doanh online và học tiếng Anh, Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí ở mục hôm nay xem gì. Và nếu như chúng ta quan tâm đến mục mua sắm thì chúng ta có thể săn các cái mã giảm giá ở trên các cái sàn thương mại điện tử như là Tiki, Shopee, Lazada. Và hãy lướt qua cái blog của Thắng để tham khảo những cái thông tin chi tiết như vậy. Thì cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo. Xin chào.